Hello các bạn, hiện giờ là mình đang ở thành phố Houston, Texas nha các bạn. Mình đến thăm gia đình của người bạn và đi chơi cái dịp mùa hè này nè các bạn. Đây nè, đây đằng sau là cái vườn nhà người bạn của mình ha. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Wow, đây là một cái cây lê nè các bạn. Ra rất là nhiều trái. Đố các bạn tại sao họ lại treo những cái bình ở trên cái cây như thế này nha các bạn. Tại vì là có những con sóc á, nó ăn những trái cây của họ, cho nên họ đã bao lại cái những cái cây lê, những trái lê đang ra trái nha các bạn. Đây nè các bạn, để mình chiếu gần lại xem nha. Rất lạ, rất lạ. Bây giờ mình mới đầu mình nhìn mình cũng không biết tại sao, và mình hỏi cái anh bạn chủ nhà thì họ đây nè. Đây là cái cây hồng nha các bạn, cái cây hồng. Cây hồng. Đây, họ bao lại đây quả hồng nè các bạn. Đây quả hồng họ chưa có bao, đang còn xanh nè các bạn. Họ vì họ sợ sóc ăn á các bạn, cho nên đã bao lại một ít nè. Đây là cây lê nha các bạn, trái lê nè các bạn. Ra rất nhiều trái, rất là nhiều quả, rất sai, rất đẹp. Rất nhiều nha. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái cây rất cũng không cao lắm đâu, nhưng mà ra rất là nhiều sai trái, rất ngon, rất đẹp mà các bạn. Đây là cái khu vườn của nhà người bạn mình đó ha. Dưới đây thì họ trồng nhiều loại rau nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rau đây. Wow. Một cái vườn rất nhỏ thôi nhưng mà nhiều rau lắm. Đó. Gia đình người bạn của mình trồng đó các bạn. Thường là những gia đình Việt Nam là như vậy đó. Đây. Những quả lê, những quả hồng đã chín ở đây, để mình mở nha, hí hí cho các bạn xem nha. Thấy chưa? Họ lấy những cái bình mà sữa đó, khi sau khi uống nước hay là sữa gì đó đã uống hết rồi thì bao lại để cho chim chóc nó không có ăn nha các bạn. Đây bên đây cây này cũng vậy. Thấy chưa? Lạ chưa? Ngộ chưa? Cây vườn gì nhìn mà thấy rất lạ nha. Mình chắc mình cũng về để mà áp dụng cái phương pháp này cho cái vườn nhà mình nha các bạn. Đây. Wow. Còn đây là cái vườn rau của cái nhà của gia đình người bạn của mình đây. Rất là nhiều rau nha bạn. Đây. Họ trồng trong cái chậu đó. Cây nhiều lắm rau nè các bạn. Wow. Họ có trồng rau muống ở trong cái chậu này nữa nè. Wow. Đây này. Đây họ làm một cái vàng đây là vàng bầu vàng bí vậy nè các bạn. Nhà người bạn của mình đó. Hè nóng quá cho nên cũng có thể là chết bớt rồi đó. Đây đang nở hoa. Đây là ớt nè các bạn. Trái ớt đã có một trái rất nhỏ nha. Đây. Đẹp không? Đây là cái chỗ mà trồng ớt nha các bạn. Đây có một quả bầu đây các bạn. Mình đã phát hiện ra được một quả bầu. Các bạn nhìn thấy không? Đang ở trong đó. Thấy không? Một quả bầu nha. Đây nè các bạn. Gia đình người bạn mình đây quả bầu đây đó, thấy chưa bạn ơi? Đây gõ quả bầu trứng rồi, đang họ cũng lấy cái dây bao. Không phải, không, đây là quả bầu ạ. Ok, đây cái bông rất đẹp nha các bạn. Chỉ nhỏ thôi, ong rồi rồi.
Đây, ở đây nó có đậu bắp nè các bạn. Đây là cây đậu bắp nha. Đó. Đó. Đó, trái đậu bắp đó các bạn. À. Còn đây bụi xả nè các bạn. Trồng một bụi xả. À, chỉ ít nhỏ thôi nhưng mà rất là gọn gàng nha. Đó, anh bạn của mình đây đó, họ trồng trong chậu đó đang ươm nè các bạn. Thấy không? Đây, cái hoa gì lạ quá bạn ơi. Đó, họ trồng mua ít vậy thôi. Đó là những gia đình Việt Nam đó nghe các bạn. Đây, cái khu vườn là như vậy đó. Cái vườn rất nhỏ nhưng rất xinh xắn. Đó. Trồng rất nhiều loại rau nha các bạn. Bên đó, bên đây có hành nè các bạn. Đó, đây là khu vườn nhà anh bạn của mình, người bạn gia đình đó. Đó, họ đây cũng có chuẩn bị ươm mầm này. Đó. Vườn không lớn lắm nhưng mà rất là xinh và rất là gọn nha các bạn. Ok, vừa rồi là những cái hình ảnh về khu vườn nhỏ nhà người bạn mình ở thành phố Houston nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái video này của mình. Nếu mà thích thì xin cho mình một like nha. Và để lại lời bình luận, comment ở dưới ha. Cảm ơn rất nhiều nha các bạn. Chào tạm biệt nha. Bây giờ gia đình mình chuẩn bị đi chơi. Bye bye. Bye bye nha.